Vâng, bây giờ là xin chào anh Cường Nguyễn, chúng ta hôm nay anh là vị khách mời đầu tiên. Xin chào anh Mr. Hùng. Và xin chào Cường Nguyễn. Hôm nay tôi đến đây với một cuộc thi, muốn tổ chức cuộc thi gọi là thi Miss Idol. Những người mà Việt Nam đánh trắng, đánh bỉm to nhất thế giới và nhanh và nhiều nhất thế giới. Cuộc thi này tổ chức tại Okanoski và với nhà tài trợ là anh Dovinki, anh đấy đến từ California. À vâng, cho tôi hỏi Okanoski là ở đâu ạ? Vâng, Okanoski anh ấy là cái nơi mà phải nói là nó là nơi sản sinh ra da bỉm, là vâng, cái nơi đấy mà người ta hay thường đi vệ sinh gọi là WC đấy. Hôm nay chúng ta đến với chương trình là tôi có gì là tôi nói về văn hóa giới trẻ hiện nay. Văn hóa giới trẻ thì ảnh hưởng phương Tây quá nhiều. Thật sự tôi thấy là văn hóa của Việt Nam này, Việt Nam chuyên học Tây, tạo học Việt Nam đâu. Bởi vì chúng ta không nâng lên cái gì đó thành đạo. Đạo của chúng ta ấy, cái gì cũng phải có đạo. Nhưng trà đạo, trà đạo thật sự là như làm sao mà ngon bằng chè thái nguyên của chúng ta, đúng không nhỉ? Vâng, rất đúng. Thật sự nó cũng chỉ là cái trà thôi, nhưng mà nó xây dựng thành đạo. Đạo là thế nào? Nó phải có phong tục tập quán, nghĩa là nó xây dựng những cái truyền thống nó đắp vào thôi, không có cái gì đâu. Còn chúng ta cũng phải xây dựng văn hóa của chúng ta là xây dựng cái truyền thống. Truyền thống như là thế nào? Truyền thống trong mỗi con người chúng ta ấy, chúng ta phải học thế nào, học cái gì nó hay về khoa học kỹ thuật thôi, còn học cái gì, học cái đâu học nào là chuyện tình nửa đêm, chuyện tình một đêm, là đủ thứ. Còn theo cô nghĩ thì thực sự chúng ta đi là trường quá nhiều. Vâng, rất đúng. Còn thật sự thì mỗi người có một lý tưởng, ai cũng có một cách sống, một suy nghĩ riêng. Bản thân tôi cũng thế thôi, tôi nghĩ khác và họ nghĩ khác, đâu ai giống ai, không ai có thể trách ai nữa. Vâng, theo như tôi biết là bây giờ là những còn tôi